Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giải thích cái nguyên nhân tại sao mà ở Mỹ á, tính đến ngày hôm nay đó là ngày 2 tháng 3 năm 2020, tại Mỹ đó thì con số tử vong do Covid 19 đã lên tới con số là 6 người các bạn. Mới ngày hôm trước chỉ có một và hôm nay là 6 người tử vong, và 6 người tử vong đều xảy ra ở King County ở tiểu bang Washington, và nó đã bộc lộ các cái lỗ hổng trong hệ thống y tế của Mỹ. Cụ thể là như thế nào các bạn? Xin giới thiệu với các bạn đôi nét là mình đã làm trong ngành y tế của tiểu bang Washington 18 năm, và cái nhiệm vụ của mình là đi thăm và chăm sóc những bệnh nhân là người cao niên cũng như là người trẻ tuổi và các bé bị tàn tật, nên có thể là nói là mình có một chút cái kiến thức và sự hiểu biết về cái hệ thống y tế của Mỹ, nên mình muốn chia sẻ với các bạn và lý giải những cái lỗ hổng trong cái ngành y tế của Mỹ các bạn. Ta nhận thấy là 6 ca tử vong đều ở Evergreen Healthcare ở Kirkland các bạn, tức là trong tiểu bang Washington, tức là một cái cơ sở y tế chăm sóc ở tiểu bang Washington. Và trong 6 cái ca này đó thì có một người là trên 50, còn lại là ở lứa tuổi 60, 70 và 80. Và mình muốn nhấn mạnh là những cái ca tử vong này á, đều là những bệnh nhân đã có sẵn cái bệnh nền, tức là cao huyết áp, tiểu đường, bệnh hô hấp hoặc là các bệnh ở người cao tuổi mà chúng ta thường thấy. Thì tiểu bang Washington á, khi mình đi thăm các bệnh nhân thì thấy khá nhiều người là người châu Á các bạn, tức là người Việt Nam, người Hàn, người Nhật, người Hồng Kông và người Đài Loan, tức là người Mỹ mà gốc châu Á. Và các người cao niên này thì thường về thăm lại quê hương của mình trong dịp Tết Nguyên Đán, và có thể là một trong 6 người đó có thể là về về thăm Việt Nam, Hàn, Nhật, Hồng Kông, Đài Loan, nhưng mà bởi vì cái chính sách mà bảo vệ cái quyền riêng tư của bệnh nhân nên không tiết lộ tên tuổi cũng như là quốc tịch của các bệnh nhân này các bạn. Thì có thể là khi họ về quê hương, tức là về Việt Nam, Hàn, Hồng Kông, Đài Loan, thì họ thăm quê hương thì có thể là họ bị nhiễm COVID-19, và bởi vì cái thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể lên tới 14, thậm chí là 27, 30, 31, thậm chí là 40 ngày, nên khi quay vào về Mỹ đó thì họ mới phát bệnh, đúng không ạ? Và cái điểm thứ hai, chính vì tiểu bang Washington có rất nhiều người Mỹ gốc châu Á như mình vừa nêu đó, thì ngay cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe ở trong các cái viện dưỡng lão hoặc cơ sở y tế, họ là những CNA, LPN, thậm chí là bác sĩ, y tá, tức là nhân viên chăm sóc, trong đó thì có thể là phụ y tá 1 năm, y tá 2 năm, nhân viên vật lý trị liệu và thậm chí là bác sĩ, trong cái dịp Tết Nguyên Đán 2020 thì họ về thăm thân nhân hoặc bạn bè của họ ở Việt Nam, Hàn, Nhật, Hồng Kông và Đài Loan, thì có thể là họ nhiễm cái COVID-19. Nhưng bởi vì những cái nhân viên chăm sóc y tế ở Mỹ thì thường là họ rất là vóc dáng thường là khá to lớn và sức khỏe tốt, cộng với cái sự hiểu biết á, về y học, nên khi họ nhiễm cái COVID-19 á, thì sao các bạn? Thì bởi vì sức đề kháng của họ tốt nên COVID-19 không bộc phát và họ cảm thấy bình thường nhé các bạn. Đó, vậy khi mà họ quay về thì sau cái Tết Nguyên Đán thì họ quay về làm việc tại các cái trung tâm y tế hoặc là các cái viện dưỡng lão hoặc trung tâm vật lý trị liệu, thì họ sẽ lây cho các bệnh nhân của mình. Tức là khi mà một cái người già, người cao niên, cái sức đề kháng yếu quá, tiếp xúc với những cái nhân viên y tế này, bạn mình đâu có biết ha, và trong cơ thể của các người trẻ này có cái COVID-19, nhưng bởi vì sức đề kháng của nhân viên chăm sóc y tế tốt nên COVID-19 không bộc phát, nhưng khi mà người cao niên tiếp xúc thì có thể là bị truyền qua, đúng không ạ? Đó, và trong số những cái ca tử vong này thì cái ca tử vong đầu tiên của một cái bệnh nhân trên 50 tuổi đó, thì theo các chuyên viên y tế của King County cho biết là cái bệnh nhân này không về các nước châu Á, là không có đi du lịch xa, nhưng có thể là họ bị lây qua những cái người bạn hoặc là họ hàng, hoặc thậm chí là nhân viên ở trong các cái cơ sở y tế không chừng mà họ không biết.
Đấy bạn, và cái điểm kế tiếp các bạn biết không? Và hiện thời cái thời tổng thống Donald Trump đó, thì mình cảm thấy là cái ngân sách y tế đó, thì nó ít hơn là những cái thời tổng thống khác như là Obama, đặc biệt là những cái trung tâm y tế, cái nursing home mà được chính phủ tài trợ. À, ví dụ như mình điển hình là ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, thì có một cái nursing home, nhà dưỡng lão rất là nổi tiếng, đó là Cairo của Nhật, đã bị đóng cửa lý do là không đủ chi phí các bạn. Vì một cái người bệnh nhân á, người cao cao niên trên 66 tuổi mà vào trong nursing home đó, thì chính phủ phải subsidize, tức là phải hỗ trợ ít nhất là từ 8.000 đô trở lên. Thì có thể là họ không không có tìm ra được nhân viên chăm sóc như là CNA hoặc là y tá. À, nên họ vận hành không có hiệu quả, vì vậy không đủ chi phí, bị lỗ, nên chủ của cái nursing home Cairo đã đóng cửa các bạn. Và ngân sách y tế của tiểu bang Washington á, theo mình biết là ở trên á, rót xuống á, thì chỉ có 1 triệu đô la để phòng chống cái dịch bệnh COVID-19. Hiện sau khi 6 cái ca tử vong này nó xuất hiện á, thì tiểu bang Washington xin trên chính phủ liên bang là nâng cái ngân sách từ 1 triệu đô la lên 10 triệu đô la. Và theo mình biết đó, thì mỗi một ngày thì chỉ có thể là kiểm tra test được từ 100 tới 200 cái test COVID-19. Vậy sau cái sự kiện xảy ra là 6 ca tử vong, thì tiểu bang Washington đang xin thêm từ liên bang ngân sách để có thể test nhiều nhân viên, test nhiều bệnh nhân hơn nữa. Nhưng mà biết hay mình biết thì một cái test COVID-19 ở Mỹ này thì rất là tốn kém các bạn, rất tốn kém, chứ không phải là ít. Và điều trị một bệnh nhân thì cũng con số rất là khủng khiếp, chứ không phải như là ở Việt Nam mình. Vì chi phí ở Mỹ thì có thể nói là Mỹ là quốc gia có hệ thống cơ sở y tế tốt nhất trên thế giới, nhưng mà chi phí điều trị cũng là thuộc loại cao nhất trên thế giới. Và cái điểm kế tiếp á, là mình nghĩ là chính quyền tổng thống Donald Trump đã quá tự tin đối với con COVID-19 các bạn. Như các bạn biết là thứ bảy tuần trước đó, khi mà có một cái bệnh nhân đầu tiên cũng chính ở tiểu bang Washington, thì cái buổi chiều hôm đó khoảng 4 giờ thì tổng thống Donald Trump thì có lên xuất hiện trên đài truyền hình và ở Nhà Trắng đó, thì tổng thống Donald Trump mới nói là ông vừa liên hệ với bốn người đứng đầu cái bốn hãng dược phẩm mà sẽ sản xuất ra cái vaccine để trị COVID-19 đó. Thì những cái phản hồi ban đầu của cái COVID-19 là rất là tích cực. Chính vì cái sự tự tin đó mà trước đó đó thì khoảng một tuần thì tổng thống Donald Trump có tới thăm quốc gia Ấn Độ, và tự tin đến mức mà ông có thể gặp gỡ trong cái sân vận động trên 100.000 người Ấn Độ đang giữa cái tâm bão dịch COVID-19, mà ông dám đứng trước trên 100.000 người Ấn Độ để trò chuyện và đọc diễn văn. Tức là ông tự tin là các cái hãng dược của Mỹ đó mà chính phủ order đặt hàng, thì chắc chắn là trong tháng 4 họ sẽ sản xuất được vaccine. Nhưng mà mình nghĩ là không. Mà sau một cái vài ngày thì mình có nhận được một cái tin từ cái đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, nói rằng là cái vaccine khi mà ra đời thì sẽ được thử nghiệm tiền lâm sàng, sau đó qua rất nhiều lần thử nghiệm thì mới được tung ra dùng trong công chúng, thì phải tới năm sau lượt mạng chứ không phải là tháng 4 nhé các bạn. Và một cái điểm khá lý thú á, là cách đây khoảng chừng 2-3 tuần thì cái bệnh nhân đầu tiên mà bị nhiễm virus corona thì đi từ Vũ Hán về ở tiểu bang Washington, thì được điều trị trong bệnh viện Providence ở thành phố Everest. Và các bác sĩ ở bệnh viện Providence đã dùng cái thuốc trị SIV, tức là trị SIDA kết hợp với cúm, của cái hãng tên là Remdesivir các bạn. Thì bệnh nhân đó sau 2 ngày uống thì khỏi, thì tưởng là thần dược. Vậy nhiều người nói ở Mỹ đó là đã có thuốc để trị COVID-19, sao lại ca tử vong lại lên đến 6. Thì theo mình biết là sau đó thì cái bệnh nhân này thì bị tái lại. Tức là cái thuốc Remdesivir không phải là thần dược như là cái hãng dược này và mọi người nghĩ như vậy. Và cái điểm cái tiếp là cái lỗ hổng ở phi trường Mỹ các bạn. Và mình có quen khá nhiều người bạn mình trong cái tâm dịch của corona COVID-19 vào những cái thời gian đầu đó, thì bạn mình vẫn
khi mà Hàn Quốc cái số người bị nhiễm và cái số người tử vong chưa cao lắm, thì bạn mình đi hãng Asiana, hãng hàng không của Hàn Quốc, thì đi từ SeaTac từ Mỹ về quá cảnh qua Đại Hàn, sau từ Đại Hàn về Việt Nam, và khi bay ngược trở lại đó thì nhân viên hải quan ở Mỹ thì lúc bây giờ chỉ hỏi một câu là bạn có quá cảnh qua Trung Quốc hay không, và bạn mình trả lời là không, bởi vì bạn mình đi theo cái ngã từ Mỹ về Đại Hàn và tới Việt Nam chứ không qua cái ngã Trung Quốc. Nếu bạn đi bằng China Airlines thì mới đi cái ngã đó, thì bạn mình trả lời không, thì họ không có đo thân nhiệt, không có bấm đo thân nhiệt và không có hỏi bất cứ cái gì khác. Đó, ví dụ như bạn mình mà có tiếp xúc với những cái người Đại Hàn hoặc là những người nhiễm bệnh ở Trung Quốc, ở Việt Nam, hoặc người Việt Nam ở Việt Nam thì mang cái con Covid này về Mỹ thì hầu như là không biết và sẽ lan tỏa ra. Và cái điểm kế tiếp đó mình muốn đề cập đó là kiến thức người cao niên châu Á trong viện dưỡng lão và những trung tâm y tế thì không được cập nhật nó vì cái tính cách của những cái người này các bạn. Thì ở Mỹ á, thì mình thấy người châu Á của chúng ta và ngay cả người Việt Nam các bạn thì có một cái tính không được hay là thường chúng ta lợi dụng cái gọi là tự do, cái gọi là chủ nghĩa cá nhân và cái quyền theo luật của Mỹ, luật y tế của Mỹ là bảo vệ cái sự riêng tư, nên thường chúng ta lợi dụng vào cái tự do và cái chủ nghĩa cá nhân và cái lối sống mà không có quan tâm đến cộng đồng và thậm chí là giấu giếm. Và khi mình bị nhiễm bệnh ở khi mình về Việt Nam mình chơi hoặc là về Trung Quốc chơi hoặc là Đại Hàn chơi thì sau đó mình mang cái bệnh đó về đây, mình không có khai báo và kiến thức bảo vệ sức khỏe mình không có và mình thiếu hiểu biết, và chính vậy mình hại bản thân mình và mình làm cái con COVID-19 nó lây lan truyền nhiễm trong cộng đồng. Còn người Mỹ thường người ta không có như vậy các bạn. Và theo con số thống kê đó thì cái số người Mỹ mà có cái passport để đi du lịch khắp nơi trên thế giới thì chiếm khoảng từ 10 tới 20% thôi các bạn, trong khi cái người Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ cái số người mà có passport để đi du lịch khắp nơi trên thế giới cũng như về Việt Nam thì rất là cao các bạn. Và ngay cả người người Mỹ gốc châu Á ở đây cũng vậy, họ thường về lại quê hương của mình trong những dịp Giáng sinh, dịp Tết Tây và Tết Nguyên Đán. Về cái người Mỹ chính vậy mình bởi vì cái chính sách bảo mật cái thông tin riêng tư của bệnh nhân nên mình không biết sáu cái bệnh nhân vừa qua đời là người quốc tịch gì, là người châu Á hay là người người Mỹ. Và nhưng mà mình có một cái cảm giác là đây là đa số là người về châu Á hơn là người Mỹ các bạn. Tại vì chính phủ quá tự tin, Tổng thống Donald Trump tất cả sẵn sàng để chuẩn bị cho mọi tình huống. Tổng thống Donald Trump đã phát biểu như vậy, tất cả đã sẵn sàng và chuẩn bị cho mọi tình huống. Vì vậy ông mới dám xuất hiện trước 100.000 người Ấn Độ tiếp ông ta ngay cái tâm dịch đảo đang hoành hành ở châu Á. Và Tổng thống Donald Trump mình nghĩ là không chăm sóc lo cho sức khỏe người dân Mỹ đúng mức. Điển hình là con tàu Diamond Princess khi mà 300 người Mỹ hai chuyến phi cơ mang về các bạn, thì trên đó có 14 người bị dương tính thì về đây thì sau đó thì ông mới được biết dưới thuộc cấp ông mới báo lên thì ông giận dữ, ông rất là giận dữ vì sự việc đã rồi. Tức là ông muốn bán cái 16 cái người á mà bị dương tính á, bán cái qua cho Nhật là đồng minh để điều trị sau khi lành mới cho về Mỹ. Không được các bạn, vì Nhật đang rất là lúng túng với số lượng người bị nhiễm và thậm chí là số tử vong rất là cao chơi cái Diamond Princess, và ngay trong đất liền thì Mỹ lại không có mang công dân mình là những cái người đa số là người Mỹ trắng đi trên cái du thuyền Diamond Princess, là một cái du thuyền giống như một khách sạn nổi 5 sao, là những người mà người ta có bảo hiểm y tế và người ta cuối đời người ta rồi đúng không, người ta đã cống hiến đóng thuế suốt đời và khi người ta bị bệnh thì lại không muốn đón người ta trở về mà bắt người ta phải điều trị ở bên Nhật sau đó thì mới được phép vào nước Mỹ. Mình cảm thấy Tổng thống Donald Trump là một người quá ư là thực dụng, ngay cả khi mà những cái đồng minh như là Nhật Bản hoặc Đại Hàn hiện nay ông giống như một cái người bảo kê là lính Mỹ tới đó thì phải trả từng xu từng chinh tiền từng viên đạn cho Mỹ, khi mà Mỹ đứng ra coi như là đồng minh của các quốc gia đó, bảo vệ các quốc gia đó, bởi vì mình là đồng minh thì mình nếu mà nền kinh tế mình được coi là siêu cường trên thế giới là anh cả trong cái khối đồng minh đó thì mình bị thiệt thòi một chút thì cũng không có sao. Nhưng Tổng thống Donald Trump là người quá thực dụng, vậy qua cái vụ mà sáu người ở Mỹ này bị chết
đó, thì mình nghĩ là cái uy tín và cũng như là cái hình ảnh của Tổng thống Donald Trump đã bị giảm đi rất nhiều. Và bên cạnh đó là cái phe đối lập Đảng Dân Chủ sẽ moi móc dựa vào sự việc này. Mà cái điểm kế tiếp là ngay cả mình cảm thấy ngay từ tại thời điểm này thì các quan chức chính phủ trong Bộ Y tế Mỹ không hiểu về về văn hóa những người Mỹ gốc châu Á, những cái vấn đề mình vừa đề cập các bạn. Tức là người châu Á thì dựa vào cái quyền tự do, chủ nghĩa cá nhân và cái sự riêng tư, bảo vệ cái quyền riêng tư và cái thông tin riêng tư, dựa vào những cái đó là những cái giá trị của Mỹ. Nhưng mà cái sự hiểu biết về y tế để bảo vệ sức khỏe chính bản thân mình và cho cộng đồng không có. Vậy nó mới gây ra cái sự lây nhiễm và truyền nhiễm COVID-19 như thế này. Và hiện nay là Bộ Y tế Mỹ và CDC của Mỹ vẫn chưa biết cái người đầu tiên nhập bệnh nhân zero, là người đầu tiên mà đã gây cho cái người Mỹ đầu tiên chết ở trên đất liền á, là người nào đã lây qua. Thì đây là Bộ Y tế và chính phủ Mỹ vẫn chưa biết các bạn. Đó là mình muốn chia sẻ cho các bạn một số các điểm, một số các lỗ hổng trong cái ngành y tế hiện tại ở Mỹ. Tức là không có tốt như các bạn nghĩ đâu. Tại lẽ đương nhiên ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái khó khăn nhất định. Tính thời điểm ngày 2 tháng 3 2020 thì ở Việt Nam vẫn chỉ 16 ca lây nhiễm và đã chữa bệnh hoàn toàn. Nhưng đó là con số ít thì Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể khống chế, nhưng mà một khi con số nó lên nhiều thì không biết sẽ xoay sở như thế nào. Và phía bên trên của Bộ Chính trị và phía dưới từng cấp và từng địa phương thì có sự bất nhất trong cái việc mà thực hiện. Và tính tới thời điểm ngày hôm nay là ngày coi như ngày 3 tháng 3 2020 đó, ở Việt Nam đó thì con số cập nhật cái số lây nhiễm và ca tử vong ở các quốc gia trên thế giới, nhất là Trung Quốc đó, thì vẫn dẫn đầu với con số tử vong là 2.943, tức là gần 3.000 ca tử vong, và số người lây nhiễm đó là 80.112 tính đến ngày 3 tháng 3 2020 và 9:10 sáng các bạn. Và cái tiếp quốc gia đang nổi lên coi như là đầu hàng với coi như là thất thủ trong cái dịch COVID-19 đó là Nam Triều Tiên hay Đại Hàn, với con số ca nhiễm là 4.812 và 29 ca tử vong. Và nước Ý ở châu Âu thì là cái quốc gia mà được xem là cái trung tâm dịch, tức là nước Ý tính tới thời điểm ngày 3 tháng 3 con số tử vong là 41 người và số ca lây nhiễm là 2.036. Và Trung Đông thì Iran thì con số tử vong ở ngày có lẽ là cao nhất ở ngoài Trung Quốc là 66 và số ca lây nhiễm là 1.501. Đó là con số của chính phủ Iran, còn con số của các nguồn thông tin khác thì mình không rõ. Và ngay cả bốn nước Bắc Âu là Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển thì cũng có người lây nhiễm, tuy số tử vong chưa có. Chẳng như là Thụy Điển là 15 người lây nhiễm và số tử vong là không nhé các bạn. Và cái quốc gia kế tiếp đó là gì các bạn, là Pháp thì 191 ca lây nhiễm và 3 ca tử vong. Và thậm chí là những cái quốc gia rất là xa xôi các bạn, chẳng hạn như là Thụy Sĩ cũng 27 ca lây nhiễm, và Afghanistan là 1 ca. Và bạn thấy là Iraq, Iran là quốc gia nóng ấm thì virus COVID-19 vẫn tồn tại và vẫn xuất hiện các bạn, và vẫn lây lan tới. Hiện tại hình như là tới 40 bao nhiêu quốc gia bạn, như là theo con số mình có trong đây là bao nhiêu quốc gia, để mình xem lại các bạn. Mình cập nhật lên cái thông tin mới nhất là hiện tại là 77 quốc gia trên toàn thế giới với cái số ca lây nhiễm tổng số là trên 90.000, chính xác là 90.847 và 3.106 ca tử vong. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp, và xin mến chào các bạn.